Vâng, Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip test một bộ sản phẩm nghe nhạc rất đẳng cấp của ngày hôm nay. Ngày mai cửa hàng đang phối ghép một cặp loa JBL có modem 4344MK2 cùng với đó là một chiếc mâm than micro BL91 và một chiếc âm ly Neumann 509S. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết và test nhạc. Quý vị và các bạn cùng vào thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép trong ngày hôm nay nhé. Ơi người vì ta quá. Vâng, đây là một chiếc micro BL91 đẹp xuất sắc này. Được thiết kế hồi bóng piano. Cửa hàng có về duy nhất được hai chiếc đĩa than chiều cuối tuần, chiếc đĩa này thì gần như tuyệt chủng nhé. Và cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ly Neumann N509S còn nguyên thùng. Hết rồi thôi đã không còn gì thân rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không. Vâng, thường quý vị và các bạn đã được nghe chất âm của những chiếc đầu CD và ngày hôm nay thì cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc mâm than micro BL91 nhé. Thank you.
đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thuốc tiễn em sau lạnh giá. Lá trên cành từng chia cuốn bay xa. Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói. Chỉ nghe tin nức nở trở về thôi. Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tối. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang. Em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh. Say mộng vàng đọc đến sông xanh. Mộng tràn ngập đến trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều sương thơ chinh cho lòng mình về. Đường thanh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá. Lá trên cành một chia cuối bay xa. Đến xuân sang em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh. Say mộng vàng đọc bên sông xanh. Mộng tràn ngập đến trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân rượu cạn ly uống say lòng còn xa. Lá trên cành một chia cuối bay xa. Không vậy, cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.